phải cùng tìm thấy. Mặc dù bọn mình chưa kịp trốn. Sao lại phải trốn? Chúc mừng tôi đuổi theo cái bọn mệt quá. Ban tổ chức mà không bồi dưỡng tôi cái gì ấy là đà đảo. Này nó uống nước của ban tổ chức này. À được. Này ban tổ chức uống nước đi để quay cho. Quay nốt đi em. Bây giờ chúng ta sẽ nhận. Đâu? Yêu cầu đó chị. Số 2 đâu? Số 2 đâu? Xin mời các bạn đọc to yêu cầu số 2. Xanh. Đuổi hình bắt chữ. Đuổi hình bắt chữ. Đó là một rồi. Cộng nhau. Cộng nhau vừa đi vừa hát lớp chúng mình. Cộng nhau vừa đi vừa hát lớp chúng mình. Đúng thế. Bây giờ đuổi bắt chữ bây giờ sẽ cử một người lên để bọn tớ nói cho người đấy cái câu ấy và phải diễn tả lại nhá, đoán nhá. Cho mọi người đều biết đúng không? Biết rồi. Ai lên rồi. Xong chưa? Cách 5 mét chứ. Nhờ mấy hai mét. Anh ra xong chưa? Luôn. Đấy anh cho. Ai là người diễn tả? Nào ai là người diễn tả? Để mình nhá. Ở đây. Không được phát ra tiếng nào. Chốt người chưa? Chốt người chưa? Không phát ra tiếng, không dùng khẩu hình miệng nhá. Chỗ này chật hẹp quá, ra cái kia cho rộng hơn. Đây được rồi. Đây được rồi. Mày ok chưa? Bạn có cần không được phát ra tiếng đúng không? Không, bạn có cần nhắc lại câu ấy không? Không. Đứng đây, đứng đây. Chó sao? Chó cắn. Chó đá. Chó đá. Chó đá. Lẽ một người đi xăm đều khai. Đúng rồi, cứ đi rồi sẽ biết. Bọn này sướng rồi. Tôi đi đường này. Đường anh, còn bên không biết đi bên kia sao. Chỉ khó là quay phim thôi. Ai nhẹ cân nhất thì lên thằng nặng cân nhất cháu. Ai nặng nhất đấy. Ai nặng nhất rồi. Thằng thua thì nó phải cong. Không. Thằng này thua nào. Không, bây giờ chia ra anh. Bây giờ đây có 3 thằng to nhá. Không, bây giờ mốt tính là tôi. Được không? Thằng này bao nhiêu cân? 6 lắm. Đó, bằng anh. Đấy, tôi chỉ có 2 thôi. 2 cộng anh. Đâu, anh mốt tính đi. Đây là quay này mà. Trên. Cho mượn cái tờ chốt kia. Người lẻ đi bộ đúng không? Chơi, người lẻ đi bộ đúng không? Không, người lẻ cũng nhảy lên đi. Cái gì? Thôi thế để chị Trinh vào công. Lớp chúng mình rất vui, anh em ta tràn hòa tình thân. Lớp chúng mình rất vui, nhau, yêu thương một nhà, tình thân quý bên nhau, luôn đi đua học trong tiên tâm. Biết cách đó, đừng ngờ nhau, đừng ra trở mặt. Được chưa anh? Xong hết chưa anh ơi? Xong rồi.